Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cửa Điện Lạnh Công Sơn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta kiểm tra một cái chiếc máy xay sinh tố. Mà khi các bạn biết rằng là quá trình nó chạy á thì là nó sẽ xuất hiện những cái lỗi mà chúng ta buộc chúng ta phải tự khắc phục, hoặc là chúng ta nếu mà khó khăn quá thì chúng ta nếu gặp cháy cuộn dây thì chúng ta phải đem ra thợ. Hoặc là nếu trong trường hợp mà rotor nó cháy thì các bạn cũng nên đem ra thợ, tại vì các bạn không chế chuyên môn thì các bạn thêm không thể sửa được. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta xử lý tại nhà. Mà những cái xử lý này thì có lẽ các bạn xem video của mình xong thì các bạn sẽ tự xử lý được và không cần thiết chúng ta phải đưa ra thợ. Thì tất cả những video mình làm ra thì mục đích của mình hướng tới là những người mà gọi là không chuyên. Cho nên là các bạn sau khi xem video thì có thể là dường như là các bạn có thể nắm và hiểu được 80% là những cái máy mà gọi là mình đã từng sửa sửa qua. Thì các bạn biết rằng là trong cái máy điện một pha thì các bạn thấy là nó có hai cuộn dây đối xứng, thì đây người ta gọi là phần rotor, và nó sẽ có rotor là nằm ở giữa, là rotor là phần xoay, stator là hai cái cuộn đối xứng này nó sẽ nằm phía bên đối xứng này. Thì các bạn thấy trên cái rotor, trên cái sợi rotor các bạn thấy rằng nó sẽ có hai cái cầu chì nhiệt các bạn. Thì hai cái cầu chì nhiệt này á thì nó là giống như một cái công tắc nhiệt hay gọi là rơ le nhiệt. Nhưng cái loại này á khi mà nó quá dòng á các bạn, nó sinh ra cái nhiệt lớn ở trên cái đường đi đường dòng điện đi qua này. Thì dòng điện xoay chiều nó sẽ đi qua đây, và một dây trung tính, một dây lửa nó sẽ đi qua đây. Thì như vậy khi nó đi qua thì nó sẽ có cái dòng phát sinh trên này. Trong trường hợp mà kẹt rotor, kẹt cái cối xay, hoặc là chúng ta đang xay mà kẹt hoa quả, thì cái máy chúng ta nó sẽ, một là nó sẽ cắt con này, và những con này nó sẽ đứt các bạn nhé. Thứ hai nữa là sẽ nhảy cái rơ le nhiệt này. Đây là con rơ le nhiệt và nó có cái dòng là 2A. Vì cái máy xay sinh tố của chúng ta là khi người ta xay á thì người ta xay rất là nhiều cái sản phẩm, cái thực phẩm. Trong đó ví dụ như là xay những cái hạt tiêu, hay là xay những cái hoa quả, xay nước uống. Thì là cái quá trình mà chúng ta đưa cái thực phẩm vào cối xay á thì nó làm cho cái lưỡi xay nó bị vướng trong quá trình nó khởi động. Thì chính vì vậy nó sẽ làm khựng cái máy của chúng ta. Chính quá trình khựng như vậy, nếu mà trong duy trì quá lâu thì dòng điện tăng lên hai cuộn dây này rất là lớn, dòng điện đi qua hai cuộn dây này rất lớn các bạn, và nó sẽ làm cho cháy cuộn dây của chúng ta. Thì để tránh trường hợp đó thì người ta sẽ thiết kế thêm cho hai cái điện trở nhiệt nó nằm hai bên, các bạn thấy nó bọc trong cái phần đen đen này các bạn này. Đây là những cái gọi là ống gen khò nhiệt. Những ống gen này á, khi các bạn khò nhiệt lên nó sẽ co lại, thì người ta sẽ bọc nó trong cái này. Thì về kiểm tra, để kiểm tra thì thông thường những con điện trở này nó sẽ cho dòng điện đi qua. Trong trường hợp quá dòng thì con này sẽ cắt luôn các bạn, đứt, gọi là đứt cầu chì, nó cũng dạng cầu chì nhiệt. Và để kiểm tra thì các bạn dùng cho mình một chiếc đồng hồ VOM. Trong cái thang đo thì các bạn dùng cho mình thang đo là ohm, và chúng ta sẽ đo được cái giá trị điện trở. Thì để đo điện trở thì các bạn thấy rằng là một cuộn dây thì nó sẽ có hai đầu dây. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái đầu dây vào nè, một dây sữa to, nó sẽ có một đầu 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 cuối, và chúng ta sẽ đo, và cái đầu đầu cuối nó ta sẽ đưa về cái đầu cắm này các bạn. Nó sẽ có một đầu đưa về đầu cắm và chúng ta tiến hành chúng ta đo. Như vậy là chúng ta có cái giá trị điện trở là 9,4 ohm. 9,4 ohm như vậy chứng tỏ là cái điện trở nhiệt này nó chưa đứt các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến kiểm tra phần tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra cuộn dây thứ hai các bạn. Cuộn dây thứ hai thì nó nối đây các bạn này. Cuộn dây thứ hai nó sẽ có một cái đầu đây. Đó, nó có một cái đầu đây các bạn. Đây, cái đầu của nó đây. Và một đầu nó sẽ đi vào công tắc rồi này. Đó.
Như vậy thì cái giá trị điện trở ta đo được là 9,7 ohm các bạn nha. À, 9,1 ohm. Thì như vậy rằng là hai cái giá trị điện trở của hai cục dây sữa to nó đều các bạn. Thì như vậy là cái dòng điện là khi chúng ta đo thì là cái cuộn dây này nó thông mạch. Nó đi từ đầu đầy đầu đầu đến đầu cuối các bạn nha, và nó đi vào công tắc. Thì như vậy là kết luận rằng là cái điện trở nhiệt của chúng ta nó không đứt các bạn. Rồi, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần rơ la nhiệt và cái phần công tắc trạng thái là cái cối nó đã đi vào, nó lắp vào. Thì chúng ta thấy rằng là khi các bạn gấp cái cối vào thì nó sẽ có cái phần này các bạn. Thì chúng ta thấy rằng là cái cối của chúng ta nó thiết kế một cái ngàm, cái lẫy ở đây các bạn. À, cái lẫy này thì khi mà chúng ta gài cái cối chúng ta vào nó hết cỡ thì là cái lẫy này nó đi xuống và nó tác động với tiết điểm. Đó, chúng ta gài vào nó sẽ có tác động tiết điểm. Đó. Nếu mà các bạn mà không gài cái này vào được, các bạn để hờ hờ như vậy các bạn xay thì xay không được các bạn nha. Đó, cho nên là chúng ta phải gài nó vào như thế này. Rồi về phần cái chúng ta đo tiếp theo đó là chúng ta đo cái phần rơ la nhiệt. Cái này nó sẽ nhảy lên các bạn, khi nào nó tác động nó sẽ nhảy lên. À, nó nhảy lên và chúng ta sẽ ấn xuống để chúng ta reset nó. Thì quá trình mình sửa chữa thì mình sẽ mở cái phần này ra để cho các bạn cùng xem. Chúng ta nhờ mở rồi chúng ta nhắc lên thôi. Cái này thì nó đơn giản. Đây các bạn thấy này. Như vậy là nó sẽ có một cái ngàm mà khi chúng ta gắn cái lồng vào nó sẽ ấn xuống như thế này các bạn. Và nó sẽ khép cái công tắc hành trình đây các bạn này. Đây là công tắc hành trình. Chúng ta ấn vào này thì nó sẽ khép cái tiếp điểm này. À, đây chỉ là công tắc hành trình thôi các bạn nha. Còn về phần rơ le nhiệt này thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta dùng cái cũng dùng đồng hồ các bạn nha. À, nhưng mà chúng ta sẽ để thang đo là thông mạch. Thông mạch thì thang đo này sẽ kêu các bạn nha. Đó các bạn thấy là cái đồng hồ mình nó kêu các bạn nha. Như vậy là cái công tắc nhiệt này, cái rơ le nhiệt này nó vẫn đang hoạt động các bạn. Mà chúng ta đo được là nó lên điện trở là 0,2 ohm. Như vậy là cái công tắc nhiệt là rơ le nhiệt này nó vẫn bình thường các bạn nha. Thì như vậy là mình đã kiểm tra và mình đã xác định là cái rơ le nhiệt này nhảy, nguyên nhân là do kẹt cối thì nó nhảy và khách đưa đến để mình xử lý. Thì trong trường hợp này thì những cái bạn mà nếu mà chúng ta trong quá trình chúng ta sửa chữa mà chúng ta để yên tâm cho khách hàng á, thì thật sự ra thì quá trình kẹt nó nhảy như vậy á thì có thể là cái công tắc nhiệt này nó đã con rơ le nhiệt này nó đã kém rồi và nó nhảy sớm. Thì chính vì vậy là chúng ta có thể là chúng ta dâm luôn cả cái phần con rơ le nhiệt này, chúng ta sẽ nối tắt cái phần này để bỏ qua con rơ le nhiệt này thì để cho nó chạy cũng được, hoặc là các bạn có thì các bạn thay đúng cái dòng điện và cái điện áp nó nằm trên cái thông số nằm đây các bạn này. Đây nó ghi cho mình là 2A các bạn nhé. Như vậy nó sẽ là 2A và nó ghi là cho mình là 250V AC. Thì các bạn mua đúng như con như thế này và thay vào các bạn nhé. Rồi thì video vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn cách chúng ta xử lý cái cối xay sinh tố rồi. Thì hy vọng rằng video này sẽ bổ ích cho một số bạn đang cần đến cái video này để mà chúng ta có thể tự sửa chữa ở nhà. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.